10 khoản đầu tư đáng chú ý của Elon Musk. 1. Tesla. Bất kỳ danh sách đầu tư nào của Elon Musk đều phải bắt đầu với Tesla, công ty đã làm nên lịch sử khi trở thành hãng ô tô điện lớn và có lãi đầu tiên trên thế giới. Musk và Tesla liên tục đổi mới, từ chiếc Roadster thổi đầu đến Model S, Model 3, Model X và Model Y. Cổ phiếu Tesla đã tăng khoảng 700% riêng trong năm 2020, biến Musk thành người giàu nhất thế giới. 2. SpaceX. Cái tên thứ hai có liên quan chặt chẽ đến Elon Musk là SpaceX. Giống như hầu hết mọi thứ mà Musk nhúng tay vào, SpaceX không đơn thuần chỉ là một công ty tên lửa. Điểm hấp dẫn chính của SpaceX là giá cả phải chăng hơn nhiều so với công nghệ tên lửa truyền thống, phần lớn là do tên lửa của công ty có thể tự hạ cánh và tái sử dụng. Tiến bộ này có thể tạo tiền đề cho bước nhảy vọt tiếp theo trong khám phá vũ trụ, một trong những ước mơ lớn nhất của Musk. 3. Twitter. Đầu tháng 4 năm 2022, Elon Musk tiết lộ ông đang nắm giữ 9% cổ phần của Twitter trong một hồ sơ chứng khoán. Điều này biến ông trở thành cổ đông lớn nhất của mạng xã hội này. Musk sở hữu một trong những tài khoản có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên Twitter. Ông cũng thường xuyên chỉ trích nền tảng này vì kiểm duyệt nội dung. Sau khi thông tin về cổ phần của Musk ở Twitter được công khai, ông đã được mời tham gia ban giám đốc của công ty. 4. PayPal. Một trong những khoản đầu tư sớm nhất của Elon Musk là vào một công ty xử lý thanh toán trực tuyến có tên X.com, mà ông thành lập vào năm 1999. Đây là một trong những doanh nghiệp tiền thân PayPal, nền tảng thanh toán trực tuyến lớn nhất thế giới. Năm 2002, PayPal được mua lại bởi eBay với giá 1,5 tỷ USD. Trong đó, Musk cổ đông lớn nhất khi đó với 11,72% cổ phần, nhận 175,8 triệu USD. 5. The Boring Company. Công ty The Boring Company được Elon Musk thành lập năm 2016 nhằm mục đích mang lại sự đổi mới trong vấn đề giao thông bằng cách đào các đường hầm dưới lòng đất. Một trong những dự án thú vị nhất của công ty là Loop, một hệ thống giao thông công cộng ngầm chạy hoàn toàn bằng điện. Đã có một hệ thống Loop hoạt động thương mại tại trung tâm hội nghị Las Vegas, Mỹ. 6. DeepMind. Elon Musk nổi tiếng thận trọng về tương lai của trí tuệ nhân tạo, lo lắng về khả năng nó có thể gây hại cho loài người. Có lẽ khoản đầu tư của Musk vào DeepMind là một cách để ông theo dõi những phát triển trong ngành. DeepMind, công ty đã được Google mua lại, tuyên bố muốn giải quyết vấn đề trí tuệ bằng cách kết hợp công nghệ máy tính và khoa học thần kinh để tạo ra trí thông minh nhân tạo. 7. ZipHai. Tập đoàn ZipHai đáng chú ý vì đây là khoản đầu tiên của Elon Musk được biết đến rộng rãi. Ở thời điểm năm 1995, khi Internet cần những trang vàng, tức là trước khi có các công cụ tìm kiếm như Google và Bing, ZipHai lấp đầy một khoảng trống quan trọng. Musk sau đó đã bán công ty cho Compaq trong một thương vụ trị giá 307 triệu USD. Vào thời điểm đó, đây là số tiền lớn nhất từng được trả để mua lại một công ty Internet. 8. Neuralink. Neuralink là công ty mà Musk đồng sáng lập vào năm 2016, gần đây đã huy động được 205 triệu USD vốn bổ sung từ Google Venture và các đơn vị khác. Công ty hướng tới việc tạo ra một liên kết thần kinh giữa não và máy tính thông qua chip cấy ghép não băng thông cao. Mặc dù điều đó nghe có vẻ nguy hiểm, mục tiêu trước hết của Neuralink là giúp những người liệt tứ chi tương tác với các thiết bị kỹ thuật số như máy tính và điện thoại. 9. SolarCity. Là CEO của Tesla, Musk nổi tiếng ủng hộ các hoạt động vì môi trường và bền vững. Năm 2006, ông và các anh em họ đồng sáng lập SolarCity, công ty sau đó trở thành một trong những nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất nước Mỹ. Vào năm 2016, Tesla mua lại công ty. Điều này gây ra các vấn đề pháp lý cho Musk, vì ông phải hầu tòa để bảo vệ thương vụ đó, sau khi bị cáo buộc làm giàu bất chính cho các thành viên trong gia đình ông. 10. Tiền mã hóa. Tiền mã hóa không phải là một công ty, nhưng là một khoản đầu tư quan trọng đối với Elon Musk, và thường xuyên đưa tên ông lên các mặt báo. Ông nổi tiếng vì đưa Dogecoin, một đồng tiền mã hóa trước đó ít tên tuổi trở nên nổi tiếng trên toàn cầu. Musk cũng đặt những khoản cược khổng lồ vào Ethereum và Bitcoin, hai đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Trên thực tế, hai công ty của ông là SpaceX và Tesla cũng sở hữu Bitcoin. Musk có ảnh hưởng lớn đến không gian tiền mã hóa đến nỗi chỉ một dòng tweet của ông có thể khiến giá những tài sản đó tăng hoặc giảm mạnh.